Chào cả nhà, bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem vườn đậu bốn mình đã trồng được 25 ngày rồi. Bây giờ đậu bốn đang phân cành phân nhánh và đang bò lên trà. Mình tận dụng cái trồng đợt 2 cái vụ trước là mình trồng bầu á. Mình giăng thêm dây nhỏ, mình sẽ kéo thẳng xuống một cái giữa hai cây trà là hai cọng. Cho nó bò lên. Vậy bây giờ nó bắt đầu ra gương rồi. Đây mình trồng theo lỗ xe le là một lỗ 3 cây. Ở giai đoạn này thì nói chung là mình chủ yếu sẽ thuốc sâu với loại thuốc rầy cám và rầy đen thôi. Bây giờ nhánh nó bung ra rất là nhiều luôn, kèm theo cái gương ngay có nách lá nữa. 25 ngày là bắt đầu có gương rồi. Trồng tầm 1,5 tháng là mình có hái rồi. Đậu bún này là nói chung là trái nó dài hơn, cái đậu ngọt nó trái ngắn hơn. Mình trồng cái loại này là đậu bún, lá rất là mướt luôn. Bây giờ ngay cho cái nách ra bông nè, cả nhà thấy không? Cái gương của nó đó là cái bông á, là chuẩn bị ra trái đó. Tầm 1,5 tháng mình có hái nè, gương rất là nhiều luôn. Kèm theo cái gương là nó ra nhánh nách đó cả nhà. Nhánh nách nó bắt đầu bung ra rất là nhiều luôn. Quá trời nhánh nách nè. Đậu này là mình từ lúc bỏ học tới giờ mình đã trồng được là 25 ngày đúng rồi. Hiện tại giờ mình chưa có bỏ NPK luôn. Mình mới bỏ phân gà là một ít phân gà thôi. Nhưng mà bây giờ đang phát triển rất khá là tốt, cho nên mình cũng chưa có dự định là chưa bỏ NPK nữa. Mình đợi có khi nào mà nó ra gương rồi trái bung ra là bắt đầu mình mới thúc NPK. Bây giờ mình chưa thúc sớm, thúc sớm quá sợ nó sẽ bị dược. Dược nó sẽ nó bỏ trái nó rụng bông hết. Cái mùa này mình trồng là cái mùa này là mùa hè. Mùa hè nói chung là cũng dễ làm hơn. Cái đợt vừa rồi là tháng 2, tháng 3 nắng nóng quá là đợt rồi mấy cô, mấy bác, mấy chú trồng á là cây lên nó cũng khá là tốt, nhưng mà bông nó không có đậu, nó rụng bông khô bông đó. Nắng nóng á, đợt này mưa còn nhiều, thời tiết cũng mát mẻ. Cho nên tháng mình trồng hồi tháng 5, tháng 6 thì tháng 7 này bây giờ hiện tại là tháng 7 âm lịch rồi. Thì đầu tháng 7 âm lịch rồi. Thì thời tiết cũng mát mẻ, cũng dễ làm. Nhưng mà cái đậu này là đậu bún với đậu que ha, đậu ngọt vậy. Trồng tốt nhất là vào tháng mùa thu với mùa đông á. Là theo nói tháng 10, tháng 11 á. Mình trồng mùa hè nhưng cũng nói chung là cũng có trái nhưng mà không có nhiều bằng cái thời tiết đó. Thời tiết tháng thu đông là tháng 10, tháng 11 là thời tiết nó mát mẻ, làm nói chung trái cũng nhiều hơn. Chiều mình rảnh ra bắt đầu mình dắt cái đọt, mấy cái đọt lên, như bây giờ đọt nó bò ra quá trời luôn. Tức là mấy cái nhánh ác á, nhánh nách á, nó bung xuống nó bò xuống cỏ, giờ mình phải bắt lên cho nó bò, đừng có trái mình hái. Hồi sáng giờ mình dắt cũng được hơn nửa vạt đậu bún rồi. Chiều nay bắt đầu mình ra mình dắt tiếp. Mình trồng có 2 vạt à. Dắt lên cho nó bò, tại vì nhánh nó bung ra nó bò bám với cỏ, nó quắn tùm lum hết. Mình không có đi là vướng chân vướng tay, không có hái được. Với lại mình không dắt lên là đậu bún nó nằm dưới trái nữa, nằm dưới đụng dưới đất là nó thối trái hết. Này thấy không? Gương ra quá trời luôn, kế cái gương là nó có cái nhánh nách nữa, nó bò ra thêm là gương nó bung ra nhiều hơn nữa. 25 ngày đã bò nó cũng khá là tốt, vậy là tốt rồi. Tầm 1,5 tháng là nó bò bích bùng luôn. Gương bung theo nhánh nách, nhánh lá quá trời luôn. Bây giờ nó bò lên tới rống rồi. Giai đoạn này thì mình chú ý mình xịt thuốc trị sâu đục lá, với lại sâu ăn lá, với lại rầy, rầy cám, với lại rầy đen. Ở cây đậu bún này thường thường rầy cám rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ lại cho cả nhà xem, quay cho cả nhà xem. Đây mình thấy phát hiện ra một ổ rầy cám ở đây nè. Đây, ở dưới lá này rầy cám quá trời, đen đen quá trời nè. Rầy cám không có nha, một lớp rầy cám luôn. Này camera chưa lấy nét được, nó hơi mờ, cái nhà thông cảm nha. Rầy cám này bám từ ở dây dưới gốc lên tới lá luôn nè. Rầy cám cả nhà thấy một lớp luôn. Giờ mình đây ở đây mình có thể dùng ba đăng nhật hoặc là siêu
siêu chết mình phun các loại thuốc mà đặc trị rầy cám. Nhưng hồi xưa mình sử dụng ít mai, bây giờ ít mai hình như không còn hàng nữa. Ít mai thì sạch rầy cám thì vô địch rồi. Giai đoạn này cam phát mới phát hiện ra thì rầy cám mới có một lớp thôi, một vài dây thôi. Nhưng khi lan ra nhiều là lá nó bị sẽ, khi nó bu nhiều lá sẽ bị queo lại liền, quáo liền. Rầy cám từ lớp nó bu vô cọng dây nè. Rầy cám nó màu nâu đen đen nhưng mà nó rất là nhỏ, nó nhỏ xíu à, bu một chùm luôn. Nó màu nâu nâu đen đen nè. Này, mình quay camera chưa lấy nét được, nó hơi mờ. Rồi cám bu vô dây này một lớp luôn, mình phát mới phát hiện ra nè. Chiều mai bắt đầu mình mua siêu chết về, có thể mình cộng thêm ba đăng nhật mình phun cho nó tiêu diệt rầy, hoặc các loại thuốc mà đặc trị rầy. Nói chung đặc trị rầy nâu thì nói chung chung là nó xịt cả rầy xanh và rầy rừng trắng và cả rầy cám luôn. Cái loại nào mình xịt đặc trị rầy là mình cứ pha mình xịt. Nói chung là rầy hơi cũng chưa nhiều nhưng mình phải xịt phòng. Còn bên đây là vườn đậu bắp mình có đã trồng được 22 ngày rồi. Đây là giống đậu bắp địa phương nha cả nhà. Nên toàn bộ cây nó trắng hết luôn. Mình trồng được 22 ngày rồi. Ở đây cỏ, tại vì mình không có phun cỏ. Đây mình để cỏ mình cắt cho bò luôn. Đậu bắp này ở đây nó có nút luôn rồi cả nhà. Mình ở đây mình chưa có thuốc phân với lại NPK vô. Mình sợ nó bị dược là nó sẽ không có trái. Mình cứ để cho mình tưới nước. Cây dần dần phát triển tốt, nút rất là nhiều luôn nè. Ở giai đoạn này là 25-22 ngày là cây đã đóng nút rồi, nhưng mà nút nó chậm lớn lắm. Từ nào cây nó phát triển bự rồi nút nó mới lớn được. Đúng ngày là nút nó sẽ lớn và nó sẽ nở bông và sẽ ra trái. Ở đây mình trồng hàng chiếc nữa nha. Đây mình đục lỗ, cách lỗ là khoảng cỡ 3 tấc rưỡi cả nhà. Mình bỏ trường hao là lỗ 3 cây 2 cây. Nút nó bự hết rồi. Vườn đậu bắp của mình trồng là mình trồng giống địa phương nhưng mà mình mua hộp không có đủ á nha. Mình mua giống của nông hội mình trồng xen vô luôn. Bây giờ mình đang quay cho nhà xem vườn đậu bắp này là giống địa phương nữa nha. Mình chưa có vô phân gà mà cũng chưa có vô phân chuồng mà chưa có vô NPK nữa. Bây giờ mình tưới nước ao nha cả nhà. Mình tưới lên luôn, trực tiếp luôn. Nước ao mình có đổ phân bò ở đó đó. Mình ngâm ở dưới ao luôn, mình tưới lên nó xanh, vẫn thanh xanh bình thường luôn. Mấy chuyến đợt trước là mình trồng hàng đôi, bây giờ mình hồng trồng hàng chiếc cả nhà, thử xem như thế nào. Cái đợt này là đợt thứ hai mình trồng, sau khi mình dọn vườn bí đao mình xong rồi mình xuống đậu bắp luôn nè. Nè. Cây bự này nó đã có nút nhỏ ở trên rồi nè. Đóng nút nhỏ ở trên nè. Khi nó lên một đoạn nữa là nút nó sẽ nở bông và mình sẽ có hái. Tầm 1 tháng rưỡi là đậu bắp mình sẽ có hái. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng đây cho quay cho cả nhà xem vừa sự khác biệt giữa đậu bắp giống địa phương và giống của nông hộ, giống công ty nha cả nhà. Đây mình sẽ đi ở gần là đây mình quay cho nhà xem. Mấy dưới đây cái giặt mấy dưới đây mình quay cho nhà nè. Giống này giống địa phương nè, cây nó trắng hoàn toàn luôn. Không có một chấm đỏ nào hết. Trên cái lá cũng không có luôn nè. Giống địa phương cây nó trắng tát à. Không có một chấm đỏ nào hết. Nè trên cái mặt lá này ngay cho cái cuốn lá nè. Không có chấm đỏ luôn. Giống công ty là khác nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem giống của công ty nè. Giống công ty nó sẽ có một chấm đỏ ngay chỗ cái cuốn lá nè. Xung quanh nó vẫn trắng bình thường nhưng mà nó khác biệt, sự khác biệt nó là sẽ có một chấm đỏ. Còn giống địa phương là nãy nó trắng hoàn toàn luôn nè, cả nhà xem nè. Có nguyên chấm đỏ là nó sẽ có đường kẻ dài thêm một đoạn nữa. Còn ở đây là nó bị sâu đục thân nó ăn cái đọt cả nhà, hư cái đọt à. Giai đoạn này thì mình cũng phải xịt thuốc phòng ngừa sâu đục thân nữa. Cây này đã bị đục mấy ngày rồi, lá nó cuốn nó héo rồi nè. Sâu rất ưa thích, sâu đục thân rất ưa thích cái đọt đậu bắp. Rất là ngọt. Mình có về chồng mình xịt từng ngừa nữa. Hoặc là nếu ít thì mình có thể mình sẽ thăm đồng rồi mình đi bắt từng con luôn. Nếu mình có thời gian rảnh. Cảm ơn đã không mờ nha. Nè, hai cây ở đây nè. Hai cây ở đây thì bị sâu đục thân đục rồi cả nha.
héo cái đọt nè cả nhà thấy không. Bây giờ mình phải tách cái cuốn đọt ra, đừng mình bắt con sâu đục thăng ra nè. Đây mình vừa cầm camera có một tay, một tay mình quay cũng hơi khó lấy một chút xíu, mà cả nhà thông cảm nha, nó hơi lâu một tí. Mình không lấy ra nó đục hư cái cây luôn, rồi nó lại bò sang cái khác nó đục tiếp nữa, mình phải xử lý nó ngay lập tức. Này bây giờ nó nằm ở trong đây nè, giờ mình bắt ra cho cả nhà xem nha. Cái sau này nó màu đen đen, cái đầu đen thù lùi à. Mình khư ra nó nằm trong đây nè, nguyên con cái cục điện thù lùi nó nè, nằm trong đây nè. Nó khó lấy chút xíu, tại có một tay, nếu hai tay mình sẽ lấy dễ hơn, có cái kim hay cái cây gì mình dứt ra nó dễ hơn. Rồi mình bắt ra được rồi nè. Rồi nó nè, nó cắn vô cái bông, nó ăn cả cái bông rồi cái đọt lá với lại cái đậu bắp luôn, nó ăn là cùi luôn. Mình không xử lý kịp thời nên nó ăn hư cái đậu bắp luôn, nó đục vô giữa thân á. Sau này vậy chứ độc cực kỳ độc luôn, mình phải xử lý ngay lập tức. Cây này nữa nè, cây này chắc mình tắt camera mình nha, mình bắt qua một tay mình bắt con không có được nữa cả nhà, không có thế để lấy, mình phải dùng hai tay mới được. Mình tách ra hư cái đọt luôn, hư cái đọt đầu bắp luôn, có độc cái héo lá đó, mình nhìn héo cái lá cho cây nào mình đi, để cây nào héo lá là nó đó. Mình phải lấy cây mình dứt ra. Sau khi mình tắt camera để mình bắt con sâu ra rồi nha cả nhà. Nằm tuốt trong cái giữa cái thân cây á. Mà giờ mình ăn cái đít cho cả nhà xem. Đây mình trồng giống ở giống chủ yếu mình trồng giống địa phương thôi nha cả nhà. Nhưng mà thôi mình mua giống cũng thiếu hộp, cho nên mình mua giống của công ty. Giờ mình trồng tiếp thêm nữa hơn nửa vạt nữa. Hai giống nó khác nhau. Giống cái giống địa phương này cái lá ngay chỗ nách không có đỏ, giống cái giống nông hội là ngay chỗ cái nách nó có chấm đỏ. Mình trồng xen kẽ vô, nút thì cũng có nút rồi, 22 ngày là có nút rồi, nhưng trong quá trình phát triển thì cây nó phát triển đúng 1.5 tháng là cây nút nó vừa lớn luôn, cây vừa phát triển to luôn thì mình sẽ có hái. Giai đoạn này thì nút nó cũng chờ, nó chưa có lớn kịp, đúng ngày đúng tháng thì nó sẽ có trái mình hái thôi. Mình trồng lỗ 3 cây, mình bỏ trừ 2 thì có cái lỗ tới 4 cây luôn. 2 cây cũng có nữa, 1 cây cũng có luôn. Mình trừ 2 lúc cái đợt mình bỏ là lúc đó còn mưa nhiều quá nha, cho nên nó bị thối hộp nhiều lắm, mình dậm đi dậm lại nó không có đều lắm. Cây nhỏ cây bự. Video cũng dài rồi ha, mình kết thúc video tại đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ. Và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nhé cả nhà. Nhớ theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại nhé.